Đứng chân trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, trường Hạ sĩ quan xe tăng 1, binh chủng tăng thiết giáp, có môi trường sư phạm rất đặc biệt. Những giáo viên ở đây được thể hiện trên nhiều vai khác nhau, lúc là người thầy trên bục giảng, thao trường, bãi tập, lúc lại là người chỉ huy, quản lý, người anh, người bạn, người đồng đội cùng chung chí hướng. Thế nhưng tụ chung vẫn là tình đồng đội của những người thầy với các học viên thân yêu. Tận tụy, trách nhiệm trong công việc, năng động và sáng tạo trong tham gia các hoạt động là những đánh giá của cán bộ giáo viên, học viên, nhà trường về Trung tá Hoàng Mạnh Hùng, trưởng khoa xe máy, trường Hạ sĩ quan xe tăng 1. Hơn 15 năm gắn bó với công tác giảng dạy, Trung tá Hoàng Mạnh Hùng luôn miệt mài với những trang giáo án, nỗ lực hết mình vì công việc. Trong vai trò người thầy, Trung tá Hùng đã cùng tập thể cán bộ giáo viên nhà trường chủ động tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Mỗi tài liệu giảng dạy đều được nghiên cứu, biên soạn tỉ mỉ, đúng đặc trưng từng bộ môn, được ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao. Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường, phương châm giáo dục đào tạo và quy chế huấn luyện giáo dục đào tạo, thì cán bộ giáo viên nhà trường trong những năm qua đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đã thường xuyên học tập, trau dồi trình độ, kiến thức, năng lực công tác, phương pháp tác phong công tác, nhất là phương pháp sư phạm. Được học tập và công tác tại trường Hạ sĩ quan xe tăng 1, một trong những nhà trường có bề dày truyền thống trong huấn luyện, đào tạo thành viên kiếp xe tăng thiết giáp, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào với phương châm chất lượng huấn luyện của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Chúng tôi được học về những kiến thức cơ bản trên từng cương vị. Sau khi tốt nghiệp, có thể thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Cùng với đó, chúng tôi cũng được học tập giáo dục về lịch sử, dân tộc, truyền thống quân đội, binh chủng và nhà trường. Với phương châm muốn có học viên giỏi, trước hết phải có đội ngũ giáo viên giỏi, có năng lực thực hành tốt. Những năm qua, Đảng ủy Ban giám hiệu trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 đã tập trung giáo dục bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm tốt, có trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề. Cùng đó, nhà trường chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ vào huấn luyện, biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu giảng dạy có chất lượng tốt. Quá trình huấn luyện đã kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, chú trọng vào thực hành, huấn luyện cho những học viên những kiến thức sát với thực tế chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật. Và thực tế, trong những năm qua, học viên nhà trường tốt nghiệp ra trường về các đơn vị công tác đã được chỉ huy các đơn vị tăng thiết giáp toàn quân nói chung và đơn vị tăng thiết giáp khu vực phía Nam nói riêng, nơi có học viên công tác đánh giá cao, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của nhà trường trong những năm qua. Với nhiệm vụ chính trị trung tâm của nhà trường là huấn luyện đào tạo và nghiên cứu khoa học, trong công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ trong năm 2023 huấn luyện đào tạo thành viên kíp xe tăng thiết giáp khóa 60, Thường vụ Đảng ủy Ban nhà trường làm tốt công tác quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và của nhà trường, làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, giảng đường, mô hình học cụ tranh vẽ, làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên với phương châm huấn luyện cơ bản, hệ thống, thống nhất chuyên sâu và chất lượng đào tạo là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Có thể khẳng định rằng, cán bộ giáo viên trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 đã phát huy bản chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ. Với trí tuệ tâm huyết của mình, những người thầy mặc áo lính tiếp tục đào tạo những thế hệ học viên có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, góp phần xây dựng nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực.